Sao đấy? Mà sao tự nhiên tôi lại đèo anh nhở? Thì cô ở đâu tự nhiên lao ra đường, leo lên xe của tôi ngồi. Thì tôi chẳng nhờ cô lái còn gì nữa. Mà cái anh này đi ra đường kỳ ghê cơ. Lái xe kiểu gì mà cứ cúi xuống moi moi móc móc cái gì ở dưới ấy. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi được chưa? Bây giờ ấy, cô muốn tôi đền bù gì thì tôi đền bù cho cô. Đền bù á? Đúng rồi. Bây giờ cô muốn tôi đền bù bao nhiêu tiền thì tôi trả tiền cho cô. Mà hình như anh không phải người ở đây đúng không? Anh đã có vợ con gì chưa? Tôi mới từ thành phố về. Còn vợ con thì tôi chưa có. Tốt quá, anh ta chưa vợ chưa con. Thôi, nhân tiện mình nhờ anh ta đóng giả người yêu một ngày. Đúng là ông trời đang giúp mình đây mà. Mà tại sao cô lại hỏi như vậy? Hay là thế này đi. Bây giờ tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Anh đóng giả làm người yêu của tôi một ngày thôi. Thì tôi sẽ không bắt anh đền bù cho tôi bất cứ thứ gì. Đóng giả người yêu thôi hả? Chuyện đơn giản như thế này. Được, tôi đồng ý. Vậy là anh đồng ý rồi nhá. Vậy thì cuối tuần này anh đi cùng với tôi đến gặp bạn bè của tôi nhá. Được rồi, tôi đồng ý. Mà đây, điện thoại đây. Cô cứ lưu số lưu tên vào đây. Thì có gì tôi sẽ liên lạc. Dạ vâng. Đây ạ. Được rồi, thế tôi đi nhá. Cảm ơn anh. Em làm gì thế? Sao lại cầm chiếc áo này theo? Người quen của em thôi mà. Anh cứ đi với em, tí nữa sẽ biết. Tay vào trong thôi. Chào cô. Xin lỗi tôi đến hơi trễ. Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Anh ngồi đi ạ. Tớ đây. Chào hai người. Xin lỗi tôi đến hơi trễ. Giới thiệu với hai người, đây là anh Bắc, người yêu của tôi, đang làm giám đốc ở công ty Vivu đấy. Chào anh. Không sao, chúng mình cũng vừa mới tới thôi mà. Giới thiệu với hai cậu, đây là anh Đức, người yêu của tớ. À, hóa ra anh Đức đây là người yêu của cậu à? Thế anh Đức làm nghề gì đấy? Anh Đức là nhân viên của một công ty ở trên thành phố. Do đặc thù công việc cho nên chúng mình cũng ít gặp nhau, đúng không anh? Cái gì cơ? Trên thành phố á? Sao cậu dám lừa tôi? Cái đồ dối trá này. Chuyện này là sao vậy em? Tên Đức này ấy, là người yêu cũ của em. Tôi mới chia tay anh ta có 2 năm thôi. Mà cậu đã húc vội rồi à? Này, sao bao nhiêu năm không gặp mà em vẫn thế nhở? Trúc bây giờ là người yêu mới của anh. Em đừng nói chuyện mà móc miệng người ta như thế chứ. Kìa anh, cái thằng phụ hồ đang dọa em kìa. Cái gì? Phụ hồ á? Thì ra là tình cũ không rủ tới à, đúng không em? Anh Đức đây là nhân viên của một công ty trên thành phố, không phải làm phụ hồ đâu. Thế cái này là cái gì? Tôi vừa lấy nó trên xe của anh ta đấy. Cái con Trúc kia, mày là cái loại gái quê, ế chết sưng chết xỉa lên đấy. Này, em đừng có quá đáng như thế chứ. Trúc là bạn của em. Mà em ăn nói với bạn bè như thế à? Bạn bè gì cái loại nó? Anh nhìn nó xem, có xứng là bạn của tôi không? Chẳng qua là em thương tình nó nên mới kết bạn với nó thôi. Chứ ai ngờ nó là cái loại xấu tính, lúc nào cũng ghen tị với em. Thôi, em đừng phí lời với bọn này nữa. Đứng ở đây, đúng là bốc lên mùi nghèo mà. Chúng ta nên đi thôi, đừng phí thời gian bọn nó. Thôi, tôi đi trước đây. Đồ cũ của tôi ấy, cô cứ giữ lại mà dùng. Tại sao nó lại nói như vậy chứ?
Đấy, đây là một bài học dành cho cô đấy. Lần sau chọn bạn mà chơi. Mà tôi cũng không hiểu tại sao cô lại nhờ tôi làm người yêu để đi ra mắt những người bạn như thế. Tôi cũng đâu có nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. Mọi chuyện là như thế ạ. Trời ạ, tôi cũng không hiểu cô bị gì mà lại đi hứa với cô ta vụ này chứ. Thì tôi cũng đâu có biết. Thì ra nó chỉ là muốn làm tôi mất mặt thôi. Được rồi, nín đi. Để bây giờ tôi đưa cô về nhá. Vâng ạ, cảm ơn anh. Công trình cũng đến giai đoạn ổn định rồi. Em thông báo với công ty xây dựng của tập đoàn mình, bảo anh em đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao nhà cho khách nhá. À, dạ vâng, em biết rồi ạ. Chào anh người yêu cũ. Mồm ấy, cứ bảo là yêu tôi. Vậy mà lại yêu bạn của tôi cơ à? Chào cô. Cô đừng có lăng ngáng chặn đường tôi như thế. Sao? Gặp lại tôi anh không vui à? Không phải ngày xưa anh yêu tôi điên dại, vậy mà bây giờ phải về đây tìm gái quê để yêu cơ đấy. Hay là bây giờ anh là phụ hồ nghèo quá, thế mới phải đi yêu con Trúc đấy à? Chắc là anh người yêu của cô chưa biết bộ mặt thật của cô đâu nhờ. Bộ mặt cái gì chứ? Tôi trước giờ vẫn như vậy, hiền lành và tử tế. Chẳng phải ngày xưa do anh nghèo quá tôi mới bỏ anh đấy à? Nực cười thật. Mà cô đã từng nghe câu này chưa? Nếu đã là cáo thì đừng có giả nai, còn nếu đã đóng tròn vai thì đừng để lộ cái đôi chồn giả tạo. Tôi thật bất ngờ về cô đấy. Hà này, tôi chưa nói xong, anh đi đâu đấy? Cô bị thần kinh à? Tôi với cô có là gì của nhau được đâu, mà tại sao cô cứ tìm tôi sỉ nhục thế nhở? Tôi thích thế đấy làm sao. Tôi biết thừa anh về đây ấy để chia rẽ tôi với anh Bắc, nhưng mà anh đừng có mơ. Anh nhìn lại mình xem, chỉ là hàng phụ hồ quèn thôi, không có cửa đâu. Được rồi, cô nghĩ thế nào thì tùy của cô. Nhưng mà tôi nói cho cô biết đấy, nếu cái thế giới này ấy chỉ còn mình cô là phụ nữ ấy, thì tôi sẽ chấp nhận yêu đàn ông. Anh Đức, anh có sao không? Anh Bắc, chuyện xin việc của em thế nào rồi ạ? Em yên tâm đi, thân anh là một giám đốc. Hơn nữa, công ty của anh đang hợp tác với công ty FVM. Vì vậy, chuyện này dễ như trở bàn tay thôi. Em cảm ơn anh nhé. Đúng là nhờ có anh, đời em lên hương luôn đấy. Vì em xứng đáng mà. Những người xinh đẹp như em, anh rất nâng niu. Anh có làm sao không? Có cần tôi gọi xe cứu thương cho anh không? À, không cần đâu. Tôi bị nhẹ thôi mà. Chỉ là lúc ngã xuống thì nó hơi chóng choáng một chút thôi. Mà anh đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mũi để đâu mà lại đâm sầm vào cái xe như thế? Có phải tại tôi đâu. Tại cô Hà ấy. Cô ấy đến công trường sỉ nhục tôi. Tôi không nghe, thế là cô ấy xô tôi ngã xuống mà. Sao Hà lại cư xử như thế nhở? À, mà tôi muốn hỏi cô một chuyện được không? Tại sao cô lại nhờ tôi đóng giả là người yêu của cô? Thì cũng do Hà đấy. Này, tay cậu bẩn như thế, động vào làm hỏng kim cương của tớ thì sao? Ôi, ghen tị với cậu thật đấy. Người yêu tớ mua đấy, anh ấy làm giám đốc một công ty rất lớn. Mà cậu cũng bảo người yêu cậu mua cho cậu một cái đi. À mà quên mất, cậu làm gì có người yêu nhở? Trông cậu xấu xí thế này cơ mà. Ai bảo là tớ không có người yêu? Có người yêu á, thị nở như cậu có người yêu á, chắc là lại yêu mấy thằng nào nghèo nghèo xấu xấu bẩn bẩn nhỉ? Tớ cái gì mà tớ? Người yêu tớ ấy là giám đốc công ty lớn, người yêu cậu á có sách dép thôi. Hay thế này đi, cuối tuần này tớ với cậu cùng ra mắt người yêu, ok không? Hả? Ra mắt á? Sao? Hay là cậu sợ kém cỏi nên không dám hả? Đưa thì đưa, tớ sợ cái gì? Ok, thế để chốt nhá, cuối tuần này gặp. Cũng chán tôi thật.
là do tôi xấu xí cho nên mới bị Hà chê cười thôi. Này, ở trên đời này ấy, không bao giờ có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Bây giờ ấy, cô hãy đi theo tôi. Tôi sẽ khiến cô trở nên xinh đẹp hơn và không bị ai coi thường nữa. Cô có tin tôi không? Tôi tin. Vậy mình đi nhá. Ừ, đi. Cậu Tu, hôm nay tôi với cô ấy đi học lớp. Cậu dẫn cô ấy đi xem vài bộ quần áo đẹp nhất ở shop cậu nhá. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Mời cô đi theo tôi. Xinh quá. Anh Đức, anh nhìn gì vậy? Không sao, bộ này đẹp, bộ này đẹp quá. Cảm ơn anh. Cô có sao không? Tôi không sao. Lần đầu đi giày cao gót nên tôi hơi ngượng chân một chút. Đấy, cô phải ăn mặc như thế này này, rất là xinh đẹp luôn. Cảm ơn anh. Tôi có điện thoại, cô vào trước đi, tôi vào sau nhá. Dạ vâng, vậy tôi vào trước nhá. Alo. Ừ, được rồi. Chuyện đấy em cứ gửi đến kế toán để xử lý nhá. Trúc, anh ở đây. Em chào anh ạ. Mà em đợt này trông sinh ra đấy, tí nữa thì anh không nhận ra. Mà thôi, em ngồi xuống đây đi. Dạ thôi ạ, em ngồi đây cũng được mà. Thôi, cứ ngồi xuống đây. Mà Hà đến chưa anh? Hà đang trang điểm, nên là đến sau một chút. Mà người yêu của em đâu? Người yêu của em cũng đang ngoài kia, chắc là sắp vào rồi đấy ạ. Hôm nay ở công trường anh được nghỉ nên là anh mới có thời gian đến đây đấy. Em cũng biết rồi đấy, làm giám đốc thì bận trăm công nghìn việc, cũng không có nhiều thời gian rảnh đâu. Nhưng mà đặc biệt anh biết là hôm nay em cũng tới, thì vậy anh đã bớt chút thời gian đến đây đấy. Em có biết không? Em không biết ạ. Không biết thì bây giờ em biết rồi đấy. Mà sao ngày xưa thì nhìn em chán đời như thế mà bây giờ lại xinh đẹp như vậy chứ? Hay là hôm nay em ăn mặc đẹp như thế này để gây sự chú ý với anh đúng không? Không phải đâu ạ. Bộ đồ này là anh Đức, người yêu em mua cho em đấy. Anh không tin đâu. Cái thằng nghèo kiết xác đấy thì làm gì có tiền mà mua cho em được chứ. Anh có ý kiến như thế này, hay là bây giờ em làm người tình của anh đi. Mỗi tháng anh sẽ chu cấp tiền cho em, đảm bảo em sẽ có một cuộc sống sung túc. Thưa anh là người yêu của Hà, nên em mong anh giữ tự trọng một chút ạ. Với cả em đã có người yêu là anh Đức rồi, cho nên anh đừng làm như vậy. Cái thằng phụ hồ nghèo nát đấy không có tư cách làm người yêu của em đâu. Em có tin không? Chỉ cần anh vẫy tay một phát là anh có thể thuê được 100 thằng như nó. Bây giờ nếu như em theo anh thì anh sẽ thuê nó xây nhà cho em và sẽ tặng nó cho em đấy. Anh làm gì đấy? Bỏ ra đi. Nghe anh đi, rồi anh sẽ cho em tất cả mà. Không, bỏ ra. Bỏ ra. Con hổ ly tinh này, mày dám ăn mặc thế này để mồi chài người yêu tao đúng không? Hà, mọi chuyện không phải như thế đâu. Hà, sao cậu không nghe tớ giải thích chứ? Hóa ra hôm nay mày gọi tao với người tao đến đây để mây mưa với anh ấy đúng không? Được rồi, thế để tao dạy mày bài học để trường thân cướp một bạn đi nhá. Dừng lại. Ai cho phép cô đụng vào người yêu của tôi hả? Đừng tưởng thay được bộ quần áo là thay đổi được nhân cách nghèo hèn của chúng mày. Rau cải ấy thì mãi mãi là rau cải thôi,
không là hoa hồng như tao được đâu. Cô nói không biết ngượng mồm à? Cô hỏi xem cách cư xử của mình với mọi người đi. Anh để chúng nó nói em thế à? Này, thằng eo hèn kia, mày có biết tao là giám đốc của công ty Vigo, chỉ cần tao ho một tiếng thôi là mày không có chỗ mà làm việc nữa đâu. Vậy sao? Đúng vậy đấy. Còn bây giờ cút sang một bên để tao xử lý con danh con này. Muốn ăn mà không muốn làm à? Muốn cướp bỏ tao à? Không dễ đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho hai người biết thế nào là tôn trọng người khác. Thì làm sao? Mày có biết anh Bắc đây là giám đốc công ty lớn, còn tao chuẩn bị là nhân viên của SVM, một công ty cực kỳ lớn và nổi tiếng đấy. Cho tôi hỏi, người yêu của cô là giám đốc của công ty Vigo đúng không? Mày nhớ cũng dai đấy. Sao? À thằng hèn, mày định nhờ vả gì tao à? Đúng rồi, tôi đang có việc muốn nhờ anh đây. Tôi đang muốn nhờ anh giải thích cho bố của anh, chính là bố ruột của anh, xem tại sao tôi ngừng hợp tác với công ty của nhà các anh. Alo, bác à? Vâng, cháu Đức bên công ty VM đây. Cháu đang ngồi cà phê và đang suy nghĩ lại chuyện hợp tác của hai công ty chúng ta. Vâng, có anh giám đốc công ty của bác vẫn đang ở đây. Anh ta buông lời tán tỉnh đội sắp cưới của cháu. Tán không được, anh ta đem lời xỉn dùng cháu. À, anh ta chính là con trai của bác à? Vậy thì bác hãy nói chuyện với anh ta nhé. Chuyện gì đấy anh? Anh cũng không biết nữa. Dạ, alo ạ. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi xin lỗi chủ tịch ạ. Cái gì cơ? Chủ tịch á? Rõ ràng hắn ta mặc đồ công nhân cơ mà. Kệ em. Anh Đức là chủ tịch của công ty mà anh đang hợp tác và cũng đang định xin việc cho em vào đấy đấy. Không đúng. Rõ ràng là em thấy hắn ta mặc đồ công nhân. Đúng rồi. Hôm đấy tôi mặc đồ công nhân để đi khảo sát công trình. Ăn mặc đẹp thì đồ sẽ bẩn mất. Nhưng mà nhờ lần đi khảo sát công trình đấy mà tôi biết được bộ mặt thật của mấy người. Anh Đức, anh có thể bỏ qua chuyện này được không? Dù gì chúng ta cũng từng là người yêu cũ của nhau mà. Cô nói chuyện đơn giản vậy sao? Tôi xin lỗi. Tại vì tôi không biết ạ. Nếu như lời xin lỗi đơn giản như vậy thì danh dự của người yêu tôi, cậu tính sao? Trúc, cậu bỏ qua cho tớ nhá. Dù gì chúng mình cũng là bạn thân của nhau mà. Sao cô chơi chẽn thế nhở? Một lời xin lỗi mà không thể nói ra từ miệng cô được à? Như thế thì làm sao tôi có thể tha thứ được? Từ ngày mai hai người chuẩn bị mất việc đi. Trúc à, em không có gì phải tha lỗi cho những người không tôn trọng em như thế. Em chỉ là đợi yêu thương thôi. Bọn mình về đi. Chủ tịch. Vậy còn công việc của em thì sao? Tất cả là tại cô đấy. Dẫn ba cái trò xem mắt vớ vẩn. Bây giờ thì tôi mất tất cả rồi đấy. Anh Bắc. Tụi mày này, năm nay không biết bao giờ công ty mới cho mình nghỉ Tết nhỉ? Thì chắc tầm 29-30 như mọi khi thôi. Như thế thì muộn quá, lúc đấy còn xe đâu mà về. Đúng vậy, nhà tao ở xa, bây giờ mà không về thì cũng không được. Chẳng nhẽ năm nay ăn Tết ở trên đây à? Mày bị điên à? Cả năm có mỗi một cái Tết, phải về ăn Tết với gia đình chứ. Về quê quan trọng gì chứ? Quan trọng bây giờ không có tiền đây này. Là làm sao? Thì công ty chậm lương cả tháng này còn thấy. Đến Tết không có lương về kiểu gì? Ừ nhờ. Mà sao tao thấy dạo này công ty mình hay chậm lương của công nhân lắm. Tao đang lo Tết về không có tiền mà lo cho gia đình đây này. Tặng thế này, đang vay cả đống tiền, giờ người ta cũng không dám cho vay. Thôi, chúng mày cứ bình tĩnh đi. Kiểu gì công ty cũng trả lương sớm cho anh em mình thôi. Cũng mong là như thế, chứ nếu không ấy chỉ có nước cặp đất mà ăn thôi. À, hay là tụi mình lên trên kia hỏi giám đốc xem thế nào đi. Mình đi. Giám đốc kìa.
tụi mình lại hỏi đi. Em chào anh ạ. Có chuyện gì thế? Dạ anh ơi, khi nào thì công ty mình có lương ạ? Đúng rồi đấy anh ạ. Công ty chậm lương của bọn em 3 tháng nay mà không thấy nói một câu ạ. À, chuyện này thì tôi cũng không biết. Kìa, anh làm giám đốc mà em lại không biết. Thế bọn em biết hỏi ai ạ? Thì là tiền ở trên công ty mẹ chuyển xuống. Nhưng mà bây giờ người ta chưa chuyển xuống thì tôi làm sao đưa cho mọi người được. Vậy anh có biết khi nào thì người ta chuyển xuống không ạ? Trời ơi, Tết nhất đến nơi rồi. Bọn em cũng lo lắm. Không thấy công ty nhắc gì về tiền lương cả. Chuyện này thì tôi cũng không biết. Nhưng mà thôi, được rồi. Bây giờ tôi đang có việc ở trên công ty mẹ. Tôi sẽ lên đấy và hỏi xem sao. Nếu như mà họ đưa, tôi về tôi đưa cho mọi người nhá. Dạ, thì tốt quá. Mọi người cứ yên tâm làm việc đi ạ. Có gì tôi sẽ thông báo cho mọi người. Vậy thôi, bọn mình về làm việc đi. Chào giám đốc ạ. Chào giám đốc ạ. Chủ tịch gọi. Dạ, em nghe chủ tịch ạ. Tình hình đến đâu rồi? Dạ, tiến độ công trình đã đạt được 70%. Chắc chắn là sẽ xong trước Tết âm lịch đấy anh ạ. Cậu làm tốt lắm, cố gắng thúc đẩy anh em. À mà tí nữa cậu có phòng kế toán lấy tiền thưởng Tết cho anh em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Sao vậy anh? Bây giờ em qua phòng kế toán lấy hết tiền thưởng rồi gửi vào tài khoản cho anh. Mình sẽ mang số tiền đấy đi gửi ngân hàng để kiếm lời. 3 tháng nữa rút về rồi giảm cho công nhân sau cũng được. Nhưng mà anh ơi, hiện tại công nhân đang đình công rất nhiều. Hay là mình gửi cho họ một ít đi ạ? Mình sẽ gửi tiền đấy vào ngân hàng. Vì tiền thưởng Tết bọn nó sẽ không biết đâu. Với lại bây giờ đang giữ tiền lương của bọn nó thì bọn nó không dám nghỉ việc đâu. Dạ vâng ạ. Mẹ này, chắc là phải gần Tết cô mới về được đấy ạ. Mẹ nói gì cơ? Bố ốm ạ. Con biết rồi ạ. Con sẽ thu xếp gửi tiền về cho mẹ. Dạ vâng. Trúc, mày bị làm sao đấy? Mẹ tao mới gọi điện cho tao, bảo bố tao đang bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện đi. Cái gì cơ? Bố mày đi viện á? Thế tình có bị làm sao không? Tao cũng chưa rõ. Mà mẹ tao bảo đang cần tiền, bảo tao gửi về. Mà khổ nỗi, bây giờ tao không còn đồng nào đâu. Thôi, không sao đâu, nín đi. Này, mày cầm lấy đi. Mẹ cũng biết rồi đấy, công ty thì chậm lương nên là bọn tao cũng chỉ có ít thôi. Mày cầm về gửi cho mẹ, lo cho bác trai đi. Tao... Thôi, cầm lấy đi. Cứ suy nghĩ làm cái gì. Này, cố gắng lên nhá. Nhưng mà còn tụi mày thì sao? Kệ bọn tao đi, bọn tao tự lo được mà. Giờ lo cho bác trai là quan trọng nhất đấy. Thôi, làm tiếp đi. Vậy, tao cảm ơn bọn mày nhiều nhá. Không có gì đâu, nhá. Đi đâu nào. Mẹ à, bố sao rồi hả mẹ? Vậy cần khoảng bao nhiêu tiền nữa vậy mẹ? Dạ vâng ạ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ gửi tiền về cho mẹ mà. Giám đốc, giám đốc ơi. Có chuyện gì? Giám đốc ơi, giám đốc cho em hỏi khi nào thì có tiền lương ạ? Chưa có. Anh ơi, anh có thể trả cho em trước được không? Bố em đang nằm viện, em đang rất cần số tiền đấy ạ. Bây giờ tôi đang rất cần tiền, mà tôi đang không có đây này. Anh ơi, em biết là anh có mà, anh trả tiền cho em đi ạ. Này, sao cô lằng nhằng thế nhở?
anh ơi, em cầu xin anh đấy, anh trả tiền cho em được không? Em cầu xin anh mà. Tôi nói cô không hiểu à? Bây giờ tôi cũng không có tiền, nên là tôi không trả cho cô được. Bây giờ cô cút đi làm việc đi, đừng có như con chó suốt ngày bám đuôi người khác như thế. Anh ơi, em cầu xin anh, bố em đang nằm viện, nếu không có số tiền đấy thì bố em sẽ chết đấy anh ạ. Anh ơi, em chỉ cần nhận được số tiền lương đấy thôi, em hứa em sẽ làm việc chăm chỉ mà. Con này, mày bị điếc rồi à? Tao nói mày không hiểu sao? Cút đi làm việc đi. Anh ơi, anh chỉ cần trả lương cho em thôi. Rồi anh bảo em làm gì em cũng làm mà anh ơi. Em cầu xin anh đấy. Mày nói thật không? Tao nói gì mày cũng làm đúng không? Được rồi, vậy thì mày quay lại công trường làm việc tiếp đi. Anh ơi, em không quay lại được. Anh mau trả lương cho em đi, em xin anh mà. Em đang rất cần số tiền đấy. Gia đình em đang rất cần số tiền đấy anh ơi. Có phải cô bảo là làm gì cô cũng làm không? Dạ vâng, em sẽ làm mà. Vậy thì quỳ xuống đây, lau giày cho tôi đi. Anh... Sao? Không làm được à? Vậy thì bao giờ có lương tôi trả cho nhá. Mình đi thôi em. Anh ơi. Sao? Này, cậu Bắc. Em đứng lên đi. Tại sao cậu lại hành hạ cấp dưới của mình như vậy? Chủ tịch, anh đến đây làm gì đấy ạ? Thì tôi đến đây mới thấy được mặt độc ác của cậu chứ. Cậu nói đi, tại sao bắt cấp dưới của mình quỳ như vậy? Em nói đi, tại sao anh ta lại bắt em quỳ như vậy? Anh ta... Anh ơi, anh đừng nghe bọn thấp kém này nói làm gì. Anh vào trong uống nước với em đi ạ. Cậu câm mồm đi cho tôi. Em cứ nói đi. Dạ thưa anh, đã 3 tháng rồi công ty chưa trả lương cho công nhân bọn em. Bố em đang bệnh nặng, nằm trong viện, cho nên em rất cần số tiền lương đấy ạ. Em nói thật chứ? Dạ vâng. Chuyện này là sao? Cậu Bắc, cậu nói đi. Dạ chuyện này... Dạ thưa anh, tất cả đều là do anh Bắc ạ. Anh Bắc bảo em lấy tiền của công nhân gửi vào ngân hàng lấy lãi, sau 3 tháng mới rút ra rồi gửi lại công nhân ạ. Cái gì cơ? Đừng nói với tôi là cậu lấy cả tiền thưởng Tết để đưa cho vay nhá. Dạ vâng ạ. Tôi không ngờ công ty của tôi lại chấp chứa một thành phần như cậu đấy. Anh ơi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ạ. Sau hôm nay tôi sẽ liên hệ luật sư và đòi lại số tiền mà cậu ăn cắp của công ty. Và từ bây giờ, cậu chính thức bị sa thải. Anh ơi, em xin anh, lần sau em không dám nữa đâu ạ. Anh đừng có đuổi em mà. Dù gì bao năm qua em đã đóng góp cho công ty khá nhiều mà anh. Đúng, là mấy năm qua cậu có đóng góp cho công ty, nhưng mà công ty vẫn luôn đối xử với cậu xứng đáng mà. Còn bây giờ, công ty của tôi không thể nào chấp nhận cậu nữa rồi. Một người luôn coi thường người khác như vậy. Sếp, cậu biến khỏi đấy đi. Anh thay mặt công ty xin lỗi em. Ngày mai kế toán sẽ gửi hết tiền thưởng và lương cho mọi người. Tiền viện phí của bố em công ty cũng sẽ thanh toán hết. Còn bây giờ em đi với anh, đi lấy tiền nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Này cái thằng kia, mày không có mắt à? Thì tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Là Đức, học 12A1 này mọi người. Thì đây là các cậu à? Các cậu mới về quê à? Bây giờ nhìn các cậu khác quá, tôi không nhận ra đấy. Không nhận ra đúng rồi. Bây giờ bọn tớ ở một đẳng cấp khác,
Cậu làm sao mà nhận ra được chứ? Hơn nữa, ai giống như cậu suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đâu. Kìa Long, cậu đừng nên nói thế chứ. Dù sao chúng ta cũng cần một thời ở quê với nhau mà. Mà bây giờ các cậu thế nào? Có khỏe không? À, bọn tớ không những khỏe mà còn rất là thành công nữa cơ. Vậy thì tốt rồi. Vậy cậu đi đâu đấy? À, tớ vừa đi cày ruộng, đang tính lùi máy cày về đây. Nhưng mà trông cậu có vẻ vất vả nhỉ? À, làm nghề nông mà. Vất vả nhưng mà tớ quen rồi. Mà thôi, các cậu dạo này thế nào? Công việc có ổn định không? Không những ổn mà còn thành đạt, kiếm rất nhiều tiền nữa cơ. Giới thiệu với mày, Long bây giờ là giám đốc công ty Vivu. Còn Hà đây là quản lý của một spa ở trên thành phố đấy. Còn Trúc bây giờ là trưởng phòng marketing của một công ty lớn đấy. Thế còn cậu? À, Tùng đây bây giờ nó thành đạt nhất đấy. Nó đang là giám đốc công ty FVM. Chúc mừng các cậu nha. Mọi người thành công như vậy là tôi vui lắm. Mà xe này là của ai ạ? À, là của tao đấy. À vậy chốc nữa cậu cho tôi số điện thoại để liên lạc nhá. Có gì cậu sửa hết bao nhiêu tiền thì tôi để cho cậu. Thôi khỏi đi. Cái số tiền mà sửa xe tao ấy, mày đi làm cả năm cũng không đủ đâu. Cậu Tùng nói đúng đấy. Bọn tôi có thiếu gì ngoài tiền đâu. Mấy cái đồng bạc lẻ như là để tôi ăn quả ấy mà. Đấy, mày thấy chưa? Bây giờ ai cũng thành đạt, có mỗi mình mày là nghèo rớt mồng tơi thôi. Mà này, mày biết tại sao mày nghèo không? Tại vì mày không chịu học hành và không thi đỗ đại học đấy. Tôi cũng tiếc cho cậu đấy. Ngày xưa học giỏi nhất lớp mà lại không thi đỗ đại học. Bây giờ hối hận chưa? Bây giờ có hận cũng không kịp ấy chứ. Tôi không hối hận đâu. Mỗi người mỗi việc mà. Quan trọng là cái nghề của mình chân chính là được. Hiện tại tôi đang rất vui với công việc của mình. Này, ông đừng có nói phét nữa. Ông ấy chỉ giỏi bao biện là nhanh thôi. Thôi Tùng. Này, tôi nói có gì sai chứ? Không đúng là nó không thi đỗ đại học. Bây giờ mất mặt cả lũ chúng mình ra chứ. Nhóm mình ấy có 5 người, bây giờ 4 người thành công rồi, còn có mỗi ông thôi. À, hay là tôi có ý này, mọi người xem có được không nhá? À, ý gì đây? Bà nói đi. Bây giờ Tùng làm công ty lớn hay là Tùng giúp Đức một công việc đi? À, ý kiến hay đấy. Tùng, giúp Đức đi kìa. À, tôi thì cũng ok thôi. Nhưng mà thằng này trình độ học vấn kém quá. Bây giờ vào công ty của tôi cũng chưa biết sắp xếp vị trí nào cho nó phù hợp. CEO hay là marketing cũng yêu cầu cao quá. Ê kìa, ông giúp Đức đi. Không thì làm mấy công việc tay chân cũng được. Bảo vệ hay là lau công đấy. Ý kiến hay. Thế mà tôi không nghĩ ra. Chuyện. Thế thì ngày xưa tôi thi đại học mới được 27 điểm chứ. Mà thôi thế này nhá. Ăn Tết xong mày lên chỗ tao. Tao sắp xếp cho một vị trí bảo vệ hay là lao công nhá. Ôi giời, được thế thì còn gì bằng chứ. Ông cảm ơn Tùng đi. Rồi sắp xếp lên thành phố làm việc cho nó đỡ vất vả. Chứ làm mấy công việc đồng áng thế này á, không được đâu. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng mà chắc là tôi không nhận cái ân huệ này đâu. Ơ, sao đấy? Công việc tốt như thế mà không thích à? À, tôi đang ở quê, đang làm quen với công việc đồng áng rồi. Bây giờ mà lên thành phố, tôi sợ tôi không quen đấy. Ấy, thôi Đức. Hay là ông lại ngại à? Chỗ bạn bè lại còn là bảo vệ nữa. À, tôi không có ngại gì đâu. Tôi cảm ơn mọi người nhiều. Thôi mọi người, cứ để cho Đức suy nghĩ đi. Đừng bỏ qua cơ hội này nhá. Có gì Đức gọi cho Tùng ấy. À đúng rồi, mà thôi. Bọn tôi bây giờ bận rồi. Bọn tôi về trước đây. À, ông bận gì không? Lát nữa sang ăn cơm bọn tôi nhá. À, đúng rồi, lâu lắm mình mới gặp nhau. Bận thế nào cũng nhất định phải sang nhá. Mà thế này cho chắc, một ngày đi làm của mày cùng lắm cũng chỉ được 200 thôi đúng không? Này, coi như là mua một ngày công của mày, rồi sang ăn cơm bọn tao cho vui nhá. À, tiền tôi không dám nhận đâu. Đấy, ông cầm lấy đi. Ông nghỉ việc mất một khoản đấy. Sướng nhất ông đấy, đã được đi ăn rồi còn có tiền mang về nữa. Ờ, trưa nay tôi rảnh mà, tôi sẽ sang. Còn tiền ấy thì ông cất đi, tôi không nhận đâu. Thôi được rồi, nhất định phải sang đấy. Không sang là bọn tao buồn lắm đấy, thấy chưa? Thôi, bọn tôi về trước đây. Ui, quê hương mình bây giờ phát triển nhỉ? Đường xá ở nhà cửa kìa, khang trang hơn hẳn luôn. Ừ, quê mình á, giờ nhìn cứ như phố ấy. Mày này chúng mày, nhà nào đẹp thế nhở?
Nhà đấy hình như là nằm trong khu của nhà Đức mà. Chắc là không phải nhà của nó đâu. Nó đi làm mấy kiếp cũng không xây được một góc của cái nhà đó đâu. Mà phải công nhận, người phải có mắt thẩm mỹ lắm mới xây được cái nhà như vậy. Không biết bao giờ mình mới làm được nhà như thế nhở. Gớm, lo cái gì. Bây giờ ông là giám đốc rồi, xây nhà chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bà cứ nói quá. Thôi, nhanh đi về đi. Chắc bây giờ bác đang đợi ở nhà đấy. Mà cơm nước anh nấu xong rồi đấy. Hay là chúng mày vào ăn luôn đi. Tí nữa bọn em ăn cũng được ạ. Bây giờ còn đang phải đợi bạn nữa. Mà lâu nay chúng mày nhìn khác quá. Tí nữa thì anh không nhận ra đấy. Mà anh ơi, lúc nãy em đi qua đầu là cái nhà nào mà to thế nhỉ? Đúng rồi đấy anh ạ, to dã man luôn ấy. Nhưng mà nhìn có vẻ rất hiện đại nữa. Là mình từ khi nào mà có đại gia thế anh? Ô, nhà của bạn chúng mày mà chúng mày không biết à? Bạn nào cơ ạ? Mấy đứa chúng em làm gì có đứa nào bạn giàu như thế. Mà cũng chỉ có mấy đứa chúng em chơi thân với nhau thôi ạ. Thế thì mày lại không biết rồi. Đấy là nhà thằng Đức đấy. Bây giờ nó có xây cả chục cái nhà như thế cũng được đấy chứ. Đấy là bọn mày đi học nên là không biết đấy thôi. Mấy năm nay thằng Đức ở nhà làm ăn khấm khá lắm. Bây giờ nó nhiều tiền lắm. Mà còn nhớ cái ngày nó đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhưng mà nó không đi nhập học đấy chứ. Này, mày vừa xé cái gì đây? Nói thật với anh là em vừa xé giấy báo nhập học của Đại học Bách Khoa. Mày bị điên rồi à? Bao nhiêu người đang còn muốn đi học không được, vậy sao mày lại xé đi? Mày có thể vừa đi học vừa đi làm mà. Đi học làm sao được hả anh? Nếu em mà đi học thì tốn nhiều tiền lắm. Tiền học phí. Với lại nhà em đang còn một khoản nợ mà ngày trước mẹ em có vay tiền để chữa bệnh cho bố nữa. Khổ thế chứ lại. Nhưng mà anh yên tâm đi. Em không đi học nhưng mà em sẽ ở quê. Em tin rằng mình có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Vậy thì mày cố lên nhá. Anh cứ tin em sẽ cố gắng. Mấy năm vừa qua ở nhà nó cũng tiết kiệm, mua được mấy cày, mấy cấy. Mà công nhận thằng này nó cũng thông minh và nhạy bén trong công việc thật. Có tiền cái là nó thuê người trồng rừng, rồi thuê người trồng cây ăn quả. Bây giờ chắc là nó giàu nhất cái làng này rồi đấy. Năm vừa qua nó vừa xây nhà, lại còn mua thêm mấy mảnh đất ở ngoài thị trấn nữa đấy. Năm ngoái mày có nhớ lúc bố mày đi bệnh viện, mày bảo là công ty mày gặp khó khăn, mày nhờ anh giúp tiền không? Dạ có ạ. Tiền đấy là thằng Đức cho anh vay đấy. Vốn dĩ anh cũng không định vay nó đâu, nhưng mà nó biết tin, thế là nó cầm tiền sang bảo là anh đưa cho mày, cho bố mày đi viện đấy. Chúng mày nên học hỏi tính nết của nó. Tuy nó giàu nhưng mà không có khinh người, ai nó cũng giúp đỡ. À kia rồi, nó đến kia kìa. Chào mọi người. Mà thôi, đến đây đông đủ rồi, vào ăn cơm thôi. Đức này, chuyện hồi sáng tôi không phải với ông. Mong ông bỏ qua tôi nhé. À đúng rồi đấy, ông bỏ qua bọn tôi nhé. Có gì đâu, chúng ta là bạn bè của nhau cả mà. Tôi chỉ muốn nói với mọi người là chúng ta là bạn bè, dù cuộc sống có giàu có nghèo khó hay là khổ đau như thế nào thì chúng ta mãi mãi là bạn bè. Nếu ai đồng ý với tôi thì cùng nhau nâng chén rượu chúng ta cùng chúc mừng nhá.